8 công dụng chữa bệnh kỳ diệu từ trái dừa mà bạn không thể ngờ đến. Từ lâu nước dừa đã trở thành một thức uống bổ dưỡng đối với sức khỏe con người, không chỉ trong sạch vô trùng mà còn rất mát. Tuy nhiên không chỉ có nước dừa mới có công dụng mà ngay cả dầu dừa, rễ dừa và cơm dừa cũng có thể chữa bệnh nữa đó. Bạn có tin không? Cùng Sức Khỏe Tự Nhiên nghiên cứu kỹ hơn nhé. Nghiên cứu cho thấy trái dừa có nhiều thành phần tốt cho cơ thể như nhiều vitamin C, sắt, natri, các khoáng chất, vân vân. Vào mùa hè ở vùng nhiệt đới, Tổ chức Y tế Thế giới còn khuyến khích mọi người nên uống nước dừa hàng ngày. Nước dừa rất có lợi cho việc thanh nhiệt, miễn khát, nóng trong người, bức bối khó chịu. Với những người bị bệnh sưng phù, phù thủng, uống nước dừa còn có tác dụng lợi tiểu, giảm sưng phù. Những người bị nôn ra máu, uống vào có thể cầm máu, làm mát máu. Bên cạnh đó, còn giúp trị chứng hay quên, tim đập gấp và ngủ hay mơ. 8 bài thuốc chữa bệnh kỳ diệu từ dừa. 1. Miệng khô, say nắng, phát sốt. Uống nước dừa sáng và tối, mỗi buổi một lần. 2. Táo bón, nạo lấy cơm dừa, sáng tối mỗi buổi ăn 1/2 trái dừa. 3. Viêm da. Cách 1. Giả vụn phần vỏ dừa cứng, thêm nước sắt cô đặc để rửa vết thương, dùng mỗi ngày vài lần. Cách 2. Cách này có vẻ thông dụng và hiệu quả nhất, dùng dầu dừa bôi trực tiếp lên da. 4. Bệnh dung đũa. Mỗi sáng trước khi ăn cơm, nhai nhuyễn 20-25g cơm dừa hoặc uống nước dừa trước rồi mới nhai cơm dừa. 5. Mệt mỏi do sung huyết, phù thủng. Uống dừa tươi lượng vừa đủ mỗi ngày. 6. Bệnh bạch hầu. Phơi khô 80g rễ dừa, thêm nước sắt rồi lọc bỏ bã, cho chút đường để uống. Nhớ là dùng liên tục trong 5 đến 10 ngày. Còn đối với trẻ em thì dùng liều giảm còn một nửa thôi nhé. 7. Cảm do gió độc và nhiệt. Uống một trái dừa và có thêm đường trắng, khuấy đều. 8. Cơ thể mệt mỏi sau khi ốm, ăn không ngon. Hấp cách thị 300g cơm dừa, 75g thịt gà thả vườn cùng 25g gạo nếp, mỗi ngày dùng một lần. Tác dụng trị bệnh tắc tần tật từ trái dừa. Nước dừa trị khô miệng, giải khát, nôn ra máu, sưng phù do bệnh tim. Nước cốt dừa trị viêm ruột, viêm dạ dày, sốt, say nắng, còn giúp trị nôn mửa, đi tiểu ra máu và sưng phù ngoài da. Rễ dừa trị chảy máu cam, đau dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy. Dầu dừa. Dầu dừa có vẻ phổ biến với mọi người, thường thì dùng để dùng ngoài da, để trị viêm da, lở loét hay nước nẻ do bị lạnh. Cơm dừa trị khô miệng, giải nhiệt, da nhờn, táo bón. Đặc biệt trị luôn cả chứng mồ hôi muối, bệnh viêm da thuộc hệ thần kinh. Dùng 100-150g, ăn hoặc ép lấy nước uống. Cơm dừa trị dung có tác dụng điều trị đối với những người bụng khó tiêu, bụng sình hơi, trung tiện nhiều và đau râm ran, mệt mỏi, ăn không ngon, tứ chi ẻ ỏi. Lưu ý khi dùng nước dừa. Nước dừa tươi không nên để quá lâu để tránh bị biến chất. Không nên ăn quá nhiều cơm dừa vì sẽ gây tức bụng. Những người có bệnh tim, huyết quản sơ cứng, đường ruột không tốt không nên uống nhiều nước dừa. Những người bị mụn ghẻ, bị suyễn không nên ăn cơm dừa. Nước ép bổ dưỡng. Nước dừa kết hợp cùng nước cam và thơm có tác dụng trị phù thủng, làm da sáng đẹp. Nguyên liệu: 1 quả cam, nửa trái chanh, 60g thơm, 35ml nước dừa, nước lạnh lượng vừa đủ, 1 ít đã nhuyễn. Cách làm: cam, chanh rửa sạch cắt đôi và ép lấy nước, còn thơm thì gọt vỏ, cắt khối, sau đó bỏ tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, trừ đá nhuyễn, xay đều. Sau đó rót ra ly, thêm đá nhuyễn vào là và dùng được. Chọn dừa tươi phù hợp. Nước dừa có sẵn trong lon hoặc chai ở nhiều cửa hàng tạp hóa hoặc các cửa hàng bán lẻ. Tuy nhiên, bạn nên tìm mua dừa tươi nhé. Khi mua dừa tươi, bạn hãy chọn những quả dừa có vỏ màu xanh lá cây hoặc những trái dừa có một số đốm nâu sáng, vì đây là những quả chứa nhiều nước. Khi sử dụng dừa tươi,
bạn nên cố gắng uống nước càng sớm càng tốt, vì các chất dinh dưỡng này có trong trái dừa tươi có thể bắt đầu tiêu tan ngay sau khi được tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng hết thì cũng có thể cho vào chai thủy tinh và để nó ở trong tủ lạnh từ 10 đến 12 giờ. Những thông tin trên đã phần nào giúp bạn hiểu hơn về tác dụng kỳ diệu của trái dừa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai mắc chứng tóc bạc sớm thì đọc ngay bài viết này, bạn sẽ mừng rơi nước mắt vì tóc đen và xuân mượt trở lại đấy. Những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng biến thành đen nhánh sau khi bạn đọc xong bài viết này nhé. Vì nhiều lý do khác nhau mà có người tóc bạc xuất hiện sớm hoặc quá nhanh so với tuổi thực của mình, khiến họ không khỏi buồn phiền và lo lắng. Dù họ đã sử dụng nhiều cách như uống thuốc, ăn uống để cải thiện tình trạng này, nhưng bạn không đạt được kết quả như ý. Nhưng bạn đừng quá lo, bạn chỉ cần chạy ngay ra chợ, mua khế chua rồi về làm theo cách dưới đây thì các sợi tóc bạc sẽ sớm đen nhánh trở lại. Bởi trong khế chua có rất nhiều vitamin C kích thích tóc mọc nhanh. Không những vậy, còn biến các sợi tóc bạc đen trở lại. Chính vì thế, đây là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn trị tóc bạc sớm đó. Nguyên liệu cần có 3-5 quả khế chua. Lượng khế này phù hợp với độ dày và dày của mái tóc bạn. 150ml nước dừa tươi, tương đương bằng một cốc nước lọc bình thường. Một thìa canh mật ong, mái xề sinh tố, rây lọc, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu. Khế mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ cho vào mái xề sinh tố. Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì tắt máy. Lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép khế nguyên chất vào bát. Cách làm: cho hàm lượng nước dừa tươi cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát, chứa nước ép khế rồi dùng thìa khuấy đều. Để các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nước đồng nhất là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng: bước 1. Làm ướt tóc và da đầu trong vòng 1 phút bằng nước ấm. Bạn nên dùng tay vò qua tóc để làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn trên các sợi tóc. Đồng thời để các nang tóc giãn nở, hỗ trợ các dưỡng chất phát huy tác dụng một cách hiệu quả hơn. Bước 2. Sau đó, thoa đều hỗn hợp nước ép khế, nước dừa, mật ong lên toàn bộ mái tóc, sao cho tóc và da đầu được làm ướt hoàn toàn trong hỗn hợp này. Bước 3. Rồi bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Đến khi thấy phần bột trắng nổi lên thì dừng lại và lấy một chiếc khăn quấn gọn tóc lại ủ trong vòng 15 phút. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, mái tóc sẽ khô đi một phần nào đó. Bạn hãy bỏ khăn ra rồi gội sạch tóc và da đầu bằng dầu gội, dầu xả. Bước 5. Cuối cùng, lau tóc bằng khăn và để khô tự nhiên là xong. Để đạt hiệu quả trị tóc bạc một cách tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này 2-3 lần trên một tuần. Sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn lo tóc rụng hay những sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh đen nhánh trở lại. Hơn nữa, hỗn hợp này còn giúp tóc bạn trở nên bóng khỏe, ngăn chặn tình trạng sơ rối hay chẻ ngọn nữa đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Vì sao người Việt lại bỏ đi thứ này khi mà cả thế giới đang ráo riết săn lùng? Sơ mướp thường chỉ được dùng làm miếng rửa bát, vì thế ai cũng kinh ngạc khi biết chúng còn có thể làm những điều không tưởng sau đây. Sơ mướp là phần ruột của phần quả mướp đã già. Phần sơ này thường rất cứng và thô nên không thể dùng làm gì ngoài việc chùi rửa chén bát. Nhưng mới đây, một số nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều công dụng đặc biệt của sơ mướp, khiến cả thế giới phải săn lùng phế phẩm này của Việt Nam.
chữa bệnh trĩ, táo bón, đi ngòi ra máu. Trong đông y, sơ mướp thường được gọi là ti qua lạc, có vị ngọt dịu, tính bình, có tác dụng cầm máu, thông kinh lạc, chống co thắt, thúc sởi, lợi tiểu, chữa bệnh trĩ, đi ngòi ra máu. Vì thế từ lâu, các nước Đông Nam Á đã biết tận dụng sơ mướp để chữa trị táo bón, đi cầu ra máu và đặc biệt là bệnh trĩ. Để làm được điều đó, người ta lấy sơ mướp già, cạo sạch vỏ và nướng trên than củi. Sau khi thấy phần sơ mướp đã vàng, họ bắt đầu đem sắc chúng với vài lá sâm đen. Nước này được chia ra uống khoảng 3 lần trong một ngày. Thực hiện đều đặn có thể giúp nhuận tràng, giảm đau. Chỉ với nguyên liệu đơn giản này, căn bệnh trĩ quái ác cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Chữa tắc sữa. Đây có lẽ là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở những bà mẹ có con nhỏ. Mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng điều này cũng gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe bà mẹ và cả đứa bé. Vì thế, để hạn chế tình trạng không mong muốn này, tốt nhất bạn nên dùng một cái sơ mướp đun với 10 quả bồ kết gai, một củ hành tươi. Bạn dùng nước sắc để uống làm 2 lần trong ngày. Dùng liên tục 2 đến 3 ngày, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Các bà mẹ bỉm sữa hết lo rồi nhé. Thanh nhiệt cầm máu. Từ xưa, y học cổ truyền đã biết sử dụng sơ mướp như một phương thuốc đơn giản giúp cơ thể thanh nhiệt, cầm máu. Theo công bố, sơ mướp sau khi được sao cháy thành than có thể giúp cầm máu rất tốt. Ngoài ra, ông bà xưa còn dùng sơ mướp để chữa chứng ban huyết, nóng trong người, phế tỳ thận yếu. Bạn nên trữ một ít sơ mướp trong nhà cùng với phục linh, trạch tả, vỏ bí xanh, hạt ý dĩ, sao uống để đề phòng các triệu chứng trên lúc cấp bách. Nhớ ngay bài thuốc này nếu chẳng may bị xuất huyết hoặc nóng trong người bạn nhé. Chữa ho hen. Một công dụng tuyệt vời khác của sơ mướp là giúp chữa các chứng hen suyễn, khó thở ở những người có vấn đề đường hô hấp. Không chỉ ở Việt Nam, các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc đã biết tận dụng sơ mướp chữa các chứng ho hen, khò khè, khó thở. Phương pháp này cũng vô cùng đơn giản. Người ta băm nhỏ khoảng một nhúm sơ mướp đã được làm sạch và xoa vàng lên. Sau đó, dùng hạt cây rau đay, loại đay trái dài, đập dập rồi xoa lên. Cuối cùng, bạn trộn đều hai nguyên liệu này lại và sắc uống lúc còn nóng. Ngày chỉ cần uống 2 lần và duy trì đều đặn khoảng 3 ngày là sẽ thấy ngay kết quả kỳ diệu. Người bị ho hen giờ đây không cần quá lo lắng vì đã có bài thuốc từ sơ mướp. Trị đau thấp khớp. Đối với những người có tuổi, sơ mướp đã phát huy công dụng tuyệt vời trong việc điều trị đau thấp khớp vô cùng hiệu quả. Chỉ cần lấy sơ, sắc cùng với rễ mướp, mộc thông, tỳ giả uống ngày 3 lần. Bài thuốc này vừa dễ uống lại phát huy công dụng rất tốt. Quan trọng hơn, chúng không mang lại tác dụng phụ và khiến cơ thể khó chịu như các phương thuốc khác. Ngay cả chứng đau lưng khó trị cũng không thành vấn đề với những miếng sơ mướp nhỏ bé. Với nguyên liệu đơn giản này, mỗi gia đình đều có thể tự trang bị cho mình những bài thuốc vô cùng hữu hiệu, nhưng giá cả lại rất bình dân. Chúng không kén đối tượng sử dụng, lại chữa được nhiều chứng bệnh khác nhau, nên chắc chắn sẽ có lúc bạn cần dùng đến loại nguyên liệu dân giả này. Hãy trữ sẵn một ít sơ mướp trong nhà, nếu không dùng, trị bệnh thì vẫn có thể dùng chúng để cọ rửa chén bát, hoặc làm bông tắm cũng rất tốt đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể.
Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta citosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.